Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay thì là ngày 20 tháng 3 2023 âm lịch, thì là ngày làm tuần thứ ba cho ba của mình là ông Nguyễn Bá Công. Tùng quê kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới an lành, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống. Thì hôm nay làm tuần thất thứ ba cho ba mình, thì Tùng quê cũng xin quay một đoạn phim để làm kỷ niệm cho ba mình. Kính thưa quý vị, giờ đây thì kính mời quý vị vào bên trong để rồi chúng ta sẽ tiếp khách nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng giờ thì Tùng quê không rảnh nên chưa có quay phim được. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi xin mời quý vị vào bên trong. Xin giới thiệu với quý vị thì bông hôm nay thì cũng do chức ngô công chức cắm nha quý vị, cũng là bông huệ rất là đẹp. Kính thưa quý vị, tổ đầy nước của chúng tôi đang ở phía trước. Cho bà chị mình một ly nước đi quý vị, uống khỏe. Anh Bảy tới chưa chị Bảy? Tập trung chưa? Đủ mặt chưa? Ồ vậy hả? Em đang trông chờ, cũng bắt đầu chờ. Kính thưa quý vị, thì hiện tại chúng tôi sẽ giới thiệu cho những quý khách rất là thân quen đã đến sớm. Rồi, kính chào một phái đoàn ở Tân Quê, anh Ba Phước của chúng tôi, cùng với các anh, các chị. Em bị phải sắp xếp công việc bận rộn quá nên nãy giờ không có tới lui để mà hỏi thăm hỏi. Các anh thông cảm nha. Dạ, chào. Ô, vậy là thấy đủ mặt. Đoàn mình còn ai nữa không anh? Đó, chờ còn xong kịch chút tới nữa. Chờ xong kịch. Anh điện xong kịch giùm em ha. Gần tới giờ của mình. Coi ảnh tới chưa, hai vợ chồng. Dạ. Dạ. Kính thưa quý vị. Rồi khi khởi hành đi chắc anh chị chắc cũng chuẩn bị qua đò rồi cũng cực hang. Mấy giờ khởi hành ba? 9 giờ. Ồ vậy hả? Dạ. Có hợp đồng mấy bữa rồi. Dạ em cũng trông chờ nãy giờ. Có chị ba đây. Để em đi hướng này em quay phía bên đây. Dạ. Đi cho đủ rồi để thiếu mấy chị. Rồi chúc mấy chị vui vẻ ăn bánh với em chút xíu ha. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, đây là đoàn ở Mương Điều do anh Ba Nha Tâm hướng dẫn, có anh Bảy ở chùa. Thưa quý vị. Còn bây giờ thì tổ đình thì là ba tổ đình là một ban thực sự nhiên chứ không có thể ở tổ đình được. Kính thưa quý vị, cụ quyền mình cũng có một bình bông rất đẹp, trang Phật đây cũng có bình bông huệ. Kính thưa quý vị, khuôn Nguyễn Bá Công linh vị này là do một người bạn của chúng tôi đã làm, đó là anh Bảy Vớt chứ không vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Kính thưa quý vị, vào buổi sáng này thì gia đình Tùng quê có nấu mâm cơm cúng cụ quyền, cúng ông ba rồi mình cũng mời đồng đạo dùng luôn nha quý vị. Đây là đoàn ở Đồng Tháp, anh Đo Phước đại diện. Mấy chị, mấy em nó cũng đang tiếp. Đây là đoàn ở Mương Điều. Cái thưa quý vị, đây là ban hậu cần, các chị các cô rất là đông để mà lo cho Tùng quê.
Hôm nay đặc biệt thì ban hộ cần đãi cơm thì cũng là lẩu hả quý. Còn khách tới thì mình sẽ đãi bún riêu. Hôm nay có món bún riêu cũng khá đặc biệt. Kính thưa quý vị, giờ đây thì quan khách cùng những gia đình cũng tạm dùng cơm xong. Hiện tại thì mình cũng đang chờ để rồi ban trị sự xã Hiệp Xương đến để rồi làm buổi lễ tuyên dương cho ba mình. Cái thưa quý vị, đây là phái đoàn ở Đồng Tháp quý vị. Ở bên Đồng Tháp mà mình cũng quên. Cái thưa quý vị, tàu đại nước của chúng tôi hiện giờ đang quẩn lắm. Nhưng mà lát nữa thôi thì không biết như thế nào. Cái thưa quý vị, kính chúc tổ đi nước mình bình an khỏe để mà chúc để mà mình tiếp tục làm công tác tốt ha. Nhưng mà có dùng cơm chưa? Có thiểu bao nhiêu chưa Tiểu? Rồi cũng an tâm. Kính thưa quý vị, rồi chào hai ông anh của mình chèn ô. Hên quá. Cái thưa quý vị, giờ này thì cũng sắp 11 giờ. Chúng tôi cũng đang chờ ban trị sự trung ương đến để mà sẽ có một cái chương trình mà làm lễ tuyên dương công đức cho ba mình. Kính thưa quý vị, anh Ba Đưa là trưởng ban trị sự xã Hiệp Xương đã đến. Kính mời chào anh Ba Đưa. Dạ, kính mời anh vào trong. Anh Ba Đưa hôm rày cũng bệnh nha quý vị, nên cũng hơi yếu một chút. Rồi đây là đồng đạo Đồng Tháp. Dạ. Mời Ba Đưa qua bàn ngồi. Rồi luôn tiếp khách luôn lên ba. Kính thưa quý vị, ban trị sự xã Hiệp Xương cũng đã đến để rồi tham dự chương trình nói một tuần thứ ba của ba mình nhé quý vị. Các anh cũng rất là đầy đủ của anh trưởng ban trị sự của dân Đưa. Kính thưa quý vị, chương trình lễ tuyên dương sắp bắt đầu nha quý vị. Kính mời quý vị cùng chúng tôi để theo dõi chương trình. Cầm đây. Cầm gì, cầm yên chỗ này nhé, được rồi.
anh đâu anh cầm đi chứ. Cầm kìa cái này. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ban trị sự của xã Hiệp Sương, và kính thưa ban quản tự của chùa Hiệp Hòa Tự, và kính thưa bác Úc là đại diện trong gia đình, và kính thưa toàn thể các vị cùng các chư đồng đạo hiện diện kính mến. Bác Úc Nguyễn Bá Công đã có công với đạo, cho nên khi bác qua đời, hôm nay được ban quản tự của chùa Hiệp Hòa Tự và ban trị sự trung ương, đại diện cho ban trị sự trung ương có ban trị sự của xã Hiệp Sương đến đây để làm cái lễ tuyên dương và công đức cho bác Úc. Vậy chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời ban trị sự, đại diện cho ban trị sự làm bổn phận. Kính thưa quý vị, chương trình tuyên dương công đức xin phép được bắt đầu. Lời nói đầu tiên xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã dành chút thời gian quý báu để đến với chương trình. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường. Kính thưa quý vị quan khách đồng đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, gia đình tăng gia thân kính. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2023 nhằm ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão, gia đình tăng gia có tổ chức làm tuần thứ thất thứ ba, ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương tổ chức tuyên dương cho ông cụ ông Nguyễn Bá Công thọ 86 tuổi. Căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chương 5 điều 27, trị sự viên và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có công đức giới đạo sẽ được ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tuyên dương và ghi vào sổ công đức truyền thống đạo. Hình thức tuyên dương gồm có trao tặng bằng giấy tuyên dương. Ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương tổ chức tuyên dương cho cụ ông Nguyễn Bá Công thọ 86 tuổi đã có thành tích cùng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương tham gia xã hội từ thiện giúp người đói khó, cất trường học, xây dựng cầu đường, đóng góp tiền xây dựng chùa, thực hiện tốt đạo sự từ thiện xã hội. Tại nhiệm kỳ 4 2014-2019, đó là lý do của buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng đề nghị chúng ta quang minh. Kính thưa quý vị đến tham dự buổi lễ tuyên dương hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đại diện ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Đưa, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Ao, phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Kết, phó ban tổ chức buổi lễ, cùng các vị trị sự viên ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, các vị trong ban tổ chức và toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nam nữ trong và ngoài địa phương đến tham dự, xin trân trọng đề nghị chúng ta quan kinh chung. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo. Xin cung thỉnh toàn thể chư quý đồng đạo giữ tâm thanh tịnh, hướng về cửu quyền đồng kính lễ ba xá. Hướng tâm về ngôi Tam Bảo đồng kính lễ ba xá.
hướng tâm về chân dung thầy đồng kính. Kính thưa quý vị, phần nghi thức đã xong. Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông huyện Trung Kết, phó ban tổ chức đọc quyết định tuyên dương. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô A Di Đà Phật. An Hòa Tự ngày 5 tháng 5 năm 2023 quyết định về việc tuyên dương trưởng ban Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo công văn số 736 và 737 trên TTCV-TTK ngày 5 tháng 7 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận hiến chương và nhân sự Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo nhiệm kỳ năm 2019-2024. Căn cứ điều lệ 28 chương 5 hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, căn cứ đề nghị tuyên dương số 66 ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, xét đề nghị của Hội đồng tuyên dương và ý kiến thống nhất của Ban thường trực Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày 5 tháng 5 năm 2023 quyết định. Điều 1, tuyên dương cho đồng đạo Nguyễn Bá Công, sinh năm 1938, chức vụ thành viên từ thiện xã hội của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, thành tích tích cực cùng Ban trị sự thực hiện tốt 4 chương trình đạo sự tại địa phương từ năm 1999 đến năm 2019. Điều 2, hình thức tuyên dương bằng tuyên dương. Điều 3, các ông chánh văn phòng, hội đồng tuyên dương và thân nhân đồng đạo có ghi ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thay mặt Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ký thay trưởng ban, phó trưởng ban Bùi Văn Đương. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn ông huyện Trung Kết. Kính thưa quý vị, tiếp theo xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Đưa, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hiệp Sương, đến trao tặng bằng giấy tuyên và giấy tuyên dương. Xin trân trọng kính mời ông huyện Bá Tùng đến đệ trận. Xin chân thành cảm ơn hai ông. Kính thưa quý vị, sau đây là phần đáp từ của gia đình tang gia. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Bá Tùng đến đáp từ. Xin trân trọng kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo và thân bằng quyến thuộc có mặt hôm nay. Hôm nay chúng tôi xin đại diện gia đình thành kính cảm ơn các cấp chính quyền, đoàn thể, ban trị sự các cấp, thân bằng quyến thuộc và các đồng đạo đã đến gia đình tham dự lễ tuyên dương công đức cho cha chúng tôi là ông Nguyễn Bá Công. Kính thưa quý vị, chúng tôi nguyện thực hiện theo lời chỉ dạy của ông cha chúng tôi lúc sinh tiền có dạy: cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, làm tròn bổn phận của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, lo đền đáp tứ đại trọng ân mà mình đã thọ trong muôn mộc. Kính thưa quý vị, trước khi dứt lời, kính chúc toàn thể các quý bà con, ban trị sự các cấp,
Kính chúc ban sự các cấp quý đồng đạo được mạnh khỏe để phục vụ đạo pháp và dân tộc. Giới quý thăng bằng quyến thuộc được bồ đề tâm tăng trưởng, đạo quả viên dung. Xin trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần cầu nguyện trước bàn Phật. Phần này sẽ do đồng đạo Ba Giây trọng trách. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Rồi. Xin mời Ba Giây đang phát ngôn. Nhiều quay ra trước, quay ra phía dưới. Chừng nào phát hương xong mà cho hay nghe quý vị. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ban trị sự của xã Hiệp Sương và ban quản tự của chùa Hiệp Hòa Tự, và kính thưa toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo kính mến, và hôm nay thì cũng vào ngày 20 tháng 3 năm Quý Mão, và cũng là ngày mà ban trị sự xã Hiệp Sương cùng chùa đại diện cho chùa Hiệp Hòa Từ đến đây để trao bằng tuyên dương công đức cho bác Úc có tập danh là Nguyện Bá Công, và cũng là ngày làm tuần thất thứ ba cho cụ ông. Tất cả chúng ta tại chỗ trở về đây rất là đông đủ để làm cho cái buổi lễ rất là long trọng. Giờ đây chương trình đã xong đến phần cầu nguyện, vậy kính mời toàn thể chư quý vị chúng ta hướng về bàn Phật sáng, ba sáng. Và kính thỉnh các vị có vị trí quỳ xuống, nếu không thì chúng ta đứng. Người đứng người quỳ chắp hương lên trán, thành tâm tĩnh nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Bá Công 86 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh các vị đại diện đứng lên. Bây giờ thu hương các vị đại diện thôi. Nay ở trong này mình giữ hương y đi, khi các vị đại diện lại mình lại trong này mình xá một xá. Cấm hương xong, kính mời các vị đại diện xá và quỳ xuống lại bốn lạy, thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn lạy, kính thỉnh các vị đại diện đứng lên xá ba xá. Niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì kính mời ban hương đăng phát hương cho các vị đại diện.
Và đến lượt cầu nguyện thứ hai, kính mời toàn thể chư quý vị hướng về bàn thờ sáng, ba sáng, để kính thỉnh tất cả có vị trí chúng ta quỳ, nếu không thì chúng ta đứng. Người đứng người quỳ chắp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Bá Công 86 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh các vị đại diện đứng lên. Kính thỉnh các vị đứng lên. Xá Mộc Xá Thu Hương các vị đại diện. Cấm hương xong, kính mời các vị đại diện xá và quỳ xuống lại bốn lạy, thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và đủ bốn lạy, kính thỉnh các vị đại diện đứng lên. Sáng ba xá niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì kính mời phát hương cho các vị đại diện. Và đến lượt cầu nguyện thứ ba cũng là lượt sau cùng, kính mời toàn thể chư quý vị hướng về bàn Phật sáng ba sáng. Kính thỉnh các vị có vị trí đồng quỳ. Người đứng người quỳ chắp hương lên trán thành tâm khẩn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cụ ông Nguyễn Bá Công 86 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh các vị đại diện đứng lên. Xá Mộc Xá Thu Hương. Thu Hương hết đi à. Thu Hương hết luôn, cắm lên bằng Phật luôn ha. Nếu chúng ta có vị trí thì chúng ta lại, nếu không thì chúng ta đứng xá cũng được, không có gì. Cấm hương xong, kính mời quý vị sáng và quỳ xuống lại bốn lạy. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thỉnh các vị đứng lên. Xá ba xá niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và phần cầu nguyện đã xong, kính mời quý vị xây vào bên trong, chúng ta trình lễ viên mãn. Kính đến cửa quyền Thất Tổ, kính lễ ba xá. Kính đến ngôi Tam Bảo, kính lễ ba xá.
Thì kính đến chân dung đức thầy kính lễ hai sáng. Và bên trong sông kính mời quý vị xây sang ra phía ngoài. Và kính đến ngôi thông thiên kính lễ ba sáng. Phần sau cùng kính lễ bàn Phật ba sáng. Và buổi lễ tuyên dương công đức và cầu nguyện đã buổi lễ cầu nguyện đến đây đã xong, kính mời quý vị tự tiện Nam Mô A Di Đà Phật. Ban tổ chức chân thành kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe và sự yên lành và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Làm sao chào chúc đi. Thì chơi nhanh nha. Chào chào chúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng tâm cầu nguyện cho ông Phật đã 86 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê hồ, giảng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Anh hai, nó nghe nè, nó nghe, đi lại đây. Và nhận hương xong, mà anh em hướng dòng Phật xá ba xá và đồng quỳ xuống. Chắp tay dâng lên trán nguyện lượt thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Công từ trần 86 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng đứng lên và xá thêm một xá nữa chúng ta thôi thôi. Và cảm ơn vừa xong mà đem đồng quỳ xuống lại Phật bốn lại và đồng kính lễ kính Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ kính Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ kính Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ kính Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong đồng đứng lên và xá ba xá như trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Năm cây năm. Và nhận hương đã xong mà anh em hướng dòng Phật xá ba xá và đồng quỳ xuống. Chắp hương dâng lên trán nguyện lượt cuối cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ông Nguyễn Bá Công từ trần 86 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, đứng lên xá một xá nữa chúng ta phù hương thống nhất. Dạ, các phương ra xong mời anh em mình đồng quỳ xuống lại Phật bốn lại và đồng kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ cảnh Nam mô A Di Đà Phật. Và đồng kính lễ cảnh Nam mô. Mời cái đồng đạo ở phía dưới đó, ai kêu dùng cơm á, mời bước lên trên là dùng cơm cái gì. Tô ra kìa. Cái thưa quý vị thân mến, thật sự ra ba mình cũng có phước nên được các anh ở ban trị sự xã Hiệp Sương, ban quản tự chùa Hiệp Hòa Tự chiếu cố đến đây nha quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại ban trị sự xã Hiệp Sương rồi cùng với ban quản tự đến đây để hỗ trợ tuyên dương công đức cho ba mình. Phải nói là mình có phước nên được các anh rất là đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Đến đây để hỗ trợ. Kính thưa quý vị, hiện tại nơi đây thì ban hậu cần cùng với ở Tân Châu để cùng dùng với chúng tôi bữa cơm. Đây. Nói chung á, ba em cũng nhờ anh không quên tên anh này rồi thầy. Hay sim rất là nhiều. Hôm nay nhờ hay sim lo mộ ông bà, hôm nay ổn định là nhờ hay sim nha, một phút nha. Hôm nay thì cũng rất là mà hên là anh ba đưa mình rất là khỏe để rồi tham dự chương trình hôm nay, mình cũng rất là mừng. Các anh trong ban quản tự chùa rồi ban trị sự đầy đủ mặt hết, có anh Khanh, có anh Tấn, có gì có về anh mình nhưng không biết tên ta. Dạ. Rồi. Cô nha các cô. Dạ các cô các chị mình quá khứ nhiệt tình đến đây nãy giờ. Nội cái nực cái hầm không là các cô nhiệt tình quá khứ. Từ từ dùng ngon giùm gia đình nha. Các cô là ở Phú Bình, Thị Đam.
Phú Bình không hả? À. Ô gia hả? Này bác sĩ lần hả? Chị sao? Nãy giờ không biết ổng luôn. Dạ, dạ, dạ. Dạ một đòn. Ồ, đòn này hùng mạnh. Vì sao? Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ dạ. Dạ em gặp lại. Dạ kính thưa quý vị, đây là y sĩ Đức nha quý vị. Hôm nay mình được duyên gặp y sĩ Đức viếng thăm. À rồi kính mời lên luôn, lên ngồi với chung. Là anh này ha. Dạ. Dạ. Nghe tiếng mà giờ chưa thấy mặt. Này là y sĩ Đức ở Phú Xuân. Dạ. Hả? À cái thưa quý vị, đây là cũng các vị đặc biệt nha quý vị, anh Mãi ở Đồng Tháp mà. Giờ và nếu bây giờ là phải tuột cũng không còn anh. Thôi vậy đi. Ừ, có Đen. Rồi anh Phụng. Rồi còn bên đây anh gì quên rồi ta? Anh này anh quên tên đóng rồi, lâu quá không có nhớ tên đóng nè. Thắng, anh ba tha, anh hai Thắng hả? Dạ. Còn ông anh này thì con của chú Bọc Hới. Đúng rồi. Rồi anh này là anh Hai Bé. Dạ, đây là những anh này cũng lâu rồi, vui lắm luôn. Dạ. Dạ. Cái anh đó thì nãy giờ vô hình nhiều lắm. Với anh Bảy Nghệ, mình nhắc anh Bảy Nghệ chút đi ha. Dạ anh Bảy Nghệ, một thời anh Bảy Nghệ. Rồi tất cả các anh mình cũng thông cảm nha, tại vì tôi Bá Tùng nãy giờ cũng khách quá nên đến đây hơi trễ một chút nha, nhưng mà tình nghĩa thì tràn đầy nha. Rồi kính chúc quý vị mạnh khỏe rồi dùng bánh với gia đình. Kính mời. À, kính thưa quý vị, ban trị sự sửa soạn đã vậy. Cảm ơn anh Nào thật nhiều. Dạ, cảm ơn thật nhiều. Cảm ơn anh Bảy. Dạ, cảm ơn anh. Chứ sao các anh cũng đến cầu nguyện cho ba em. Nè, anh Tấn, cảm ơn anh thật nhiều. Cảm ơn anh tới 2-3 lần mới hết. Bữa nào lâu lâu vô gặp chú. Dạ, 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 dạ.